Xuân Dũng kính chào toàn thể cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh YouTube Xuân Dũng Tiền Nông Từ Dân thân mến. Ngày hôm nay thì Xuân Dũng ghé lên Kiết Tường Long An và ghé thắp cho cô Tuyết một nén nhang để cầu cho cô được siêu thoát ở nơi miền cực lạc. Vâng. Còn bây giờ thì Xuân Dũng sẽ mời mọi người cùng theo dõi những hình ảnh mà trước đây Dũng đã gặp gỡ cô ở trong một cái buổi lễ trao quà hỗ trợ cho bà con gặp khó khăn trong đại dịch Covid. Cô đây là đi trong làng tới. Chào cô. Dạ. Dạ. Cho anh hỏi cô tên gì, nhà ở gần đây không? Dạ thì Tuyết ở khu biệt cư này. Dạ, cô là Võ Thị Tuyết hả? Dạ. Dạ. Cô không vô trong kia ngồi. Cô có thư mời không? Không có giấy. Không có giấy hả? Mở miệng không à. Tối nay là cô có là trong 25 phần quà hôm nay là có cô ha. Dạ. Dạ, vậy con mời cô vô kia ngồi luôn. Tôi tính xin cho con dâu tôi phần. Dạ, cái nào là ủy ban với địa phương xét duyệt chứ cái đó con xin cho con được địa bà địa phương đó. Dạ. Những ai mà là dạ, xứng đáng mới nhận quà thôi chứ đâu có xin vậy được cô. Dạ. Dạ. Cô bị bệnh gì? Tôi tai biến như lên đường. À, cô bị tai biến. Đi trao dao bị té hoài. Dạ hả? Đi nhà thương nằm không có tiền đi chú ơi. Dạ. Dạ hả? Tai biến. Dạ. Ồ, cô đây này, đây là cô có không mấy đường đây nè. Mộ. Dạ. Hồi đó mộ. Dạ. Mộ 8 người chết hết 7 gọn mình tôi. Dạ hả? Dạ. Dạ. Gia đình cô làm sao có mấy người? Gia đình tôi có 6 người mà nó tổ đi mà mướn hết trơn. Dạ. Tôi bị đường lên không có ai đưa nhà thương nằm hết. Dạ. Không có tiền đi nằm. Dạ. Đúng là những hoàn cảnh xứng đáng để nhận quà quý vị ạ. Ngoài cái phần quà ngày hôm nay ra thì con gửi cho cô thêm 100.000 nữa nha. Đi xe ôm về nha. Vừa rồi mọi người vừa xem qua một đoạn video ngắn mà những lần Dũng gặp gỡ cô Tuyết quý vị. Và thực sự rất là buồn và rất bàng hoàng khi mà hôm nay quay trở lại nhà thăm thì cô không còn nữa. Dũng được biết rằng là cô bị Covid và có bệnh nền là bệnh tiểu đường, cho nên là cô đã không qua khỏi. Thì ngày hôm nay ghé đây có gặp được con trai của cô Tuyết. Dũng gửi số tiền mà của một mạnh thường quân ở Đồng Nai, đó là cô Mai. Cô Mai thì sau khi mà xem cái video của Dũng thì có gửi cho cô Tuyết 1 triệu. Tuy nhiên thì lúc đó Dũng có đến thì cô đã đi bệnh viện rồi. Sau đó Dũng quay lại thêm một lần nữa thì nghe nói cô đã qua đời, nhưng mà lúc đó thì không có ai mở cửa ở đây, tức là vào đây thì không có ai. Thì hôm nay Dũng quay trở lại đây thì gặp được con trai của cô Tuyết, và sau đây thì xin mời mọi người cùng Xuân Dũng trò chuyện cùng với anh để biết là rõ hơn về vì sao mà cô lại mất ha. Chào anh, em là Xuân Dũng, em đến từ kênh YouTube Xuân Dũng Tin Nóng Từ Dân, một kênh về từ thiện. Thì trước đây em có được gặp bác nhà mình lúc mà em lên trao quà cho bà con gặp khó khăn ở tại địa phương ở ngoài xã. Thì lần đó có gặp bác, thì sau đó thì em cũng hỏi thăm trên địa phương thì địa phương cũng có chỉ về đây, thì em cũng gặp gỡ bác ở đây nữa. Thì lúc mà cái lần mà mới nhất mà lần cuối cùng mà em gặp bác là lúc đó thì bác nằm ở một chỗ ở đây. Lúc đó có bà chị ở Hồng Ngự về. Dạ, chân lúc đó là bác bị hoại tử vì tiểu đường. Lúc đó nghe là bác nói đập cái miếng chai gì đó. Thì sau đó em cũng có khuyên bác là nói sao mà không mua thuốc uống rồi không đi bệnh viện đi. Thì bác nói tại không có ai đưa đi rồi cũng khó khăn gì đó. Chứ có ai nuôi cho nó chưa đi được. Thì sau đó thì em có ghé thăm đây thì có nghe nói là đã đi rồi, đi thăm tức là đi bệnh viện rồi đó. Thì sau đó thì sự cố như thế nào anh có thể chia sẻ cho em với mọi người được biết không anh? Thì nói chung thì ở gia đình thì nó hoàn cảnh khó khăn, bà già ở nhà có mình thôi. Cô bệnh thì anh em cũng về chăm nom bà già, nhưng mà bị vậy là anh em ai cũng khổ, mỗi người đi làm mỗi hướng hết, không ở nhà. Cho nên là tới phút mà cái chân ngoại tử á, là mới tuôn về để mà coi lo cho bà già. Nói chung cũng lo mà hoàn cảnh khó khăn, không có tiền.
Rồi cho nên là lo được phần nào thôi, chứ còn phần nào không lo được cũng chịu luôn. Dạ. Rồi cho nên là đi bệnh viện, nằm bệnh viện Long An. Dạ. Đi Kiến Tường thì trước mới đi Long An, Long An xong rồi cái kiểm Chợ Rẫy. Dạ. Kiểm Chợ Rẫy xong rồi mới bị nhiễm Covid. Ồ. Nhiễm Covid xong cái tao đã cách ly. Dạ. Cách ly không ai cho ai gặp mặt hết á. Rồi xong mới báo là bà già bị tử. Dạ. Rồi mới đưa qua bên Lò Thiêu á. Dạ. Bệnh bên Thiêu luôn. Thiêu luôn rồi đưa về chỗ quân đội nào đó. Dạ. Rồi mới cho người nhà hay là người nhà mới lên nhận xác bà già về. À. Đâu có nhìn xác đó, đó là nhìn là hũ tro cốt rồi. Tro cốt đúng. Dạ. Dạ. Lấy hũ tro cốt về là làm đám cho bà già ở đây. Dạ. Cũng có làm đám nhỏ. Dạ. Xong rồi đưa bà già nữa ăn nghỉ cuối cùng. Dạ. Là sau đó là đi gửi chùa hay là đi làm sao anh? Dạ anh đi làm cái mồ luôn. À làm mồ luôn ha. Dạ. Dạ. Làm cái mồ cho bà già ở gần với ông già. Dạ. Dạ. Là ở chỗ nào luôn anh? Dạ ở trên đồng trên đây. À dạ hả? Dạ đúng rồi. Dạ. À thì thôi thì cũng chia buồn với anh và gia đình ha. Dạ. Dạ. Thì em cũng nghĩ rằng là những cái hình ảnh mà em quay lại cái lần đó là những hình ảnh cuối cùng mà được gặp cô. Dạ. Ừ. Nếu mà gia đình có muốn xem những hình ảnh đó thì vẫn có trên cái kênh của em á. Ừ. Dạ. Nhìn thấy cô rất là thương, cái nằm ở trong giường ở chỗ này nè. Giường lúc nãy nằm ở chỗ đó đó. Dạ, em vô. Thì cũng có. Hết đi được rồi đó. Dạ, hết đi được. Dạ. Rồi. Trước đó vẫn còn đi. Dạ, trước đó còn nằm đây. Đi tới lui được. Dạ. Rồi sau rồi. Này cái bị cái giòn vậy là về đó nằm luôn chứ không có đi được nữa. Dạ. Vì ngoại tử rồi hết đi rồi. Dạ. Tụi em thì đi làm sao mà anh em ai cũng khổ đó. Em làm bảo vệ với Tiền Giang với á. Thu công nghiệp Tân Hương á. À vậy hả? Dạ. Rồi giờ nghỉ việc về đây luôn chứ giờ bả mất rồi về đây nhang khói cho bà già với ông già chứ không ai ở đây. À. Tụi em thì mấy đứa em thì mỗi người có mỗi cảnh hết, là đi làm để nó kiếm ăn qua ngày thôi chứ cũng yeah. không có như giả gì. Dạ. Cho nên là rất là khó khăn. Dạ. Yeah. Yeah. Nhờ các anh rồi, nói chung là nhờ anh là giúp đỡ hay này kia đó thì em rất cảm ơn, xin đại diện gia đình cảm ơn các anh nhiều. Dạ. Yeah. Trước đây thì em cũng có hỗ trợ cho cô rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà sau đó thì khi mà cái đợt mà cô nằm ở một chỗ đó chuẩn bị đi viện ấy thì cũng có một cô gửi tiền, đó là cô Mai ở Đồng Nai á, gửi cho cô 1 triệu, nhưng mà em cũng lên 2-3 lần rồi mà không gặp đó. Tại vì đợt đó là cô đi bệnh viện. Thì nay thì đến thì cô cũng mất nhưng mà cũng qua đời rồi. Nhưng mà thôi thì em gửi cái số tiền của cô Mai đây cho anh, có gì anh mua trái cây hoa quả gì đó nhang khói cho cô ha. Rồi em gửi anh luôn. Dạ, đây số tiền 1 triệu của cô Mai ở Đồng Nai. Dạ. Em cũng xin chân thành cảm ơn anh em với cô Mai đã gửi cho bà già em 1 triệu. Dạ, dễ anh ha. Nhiều. Dạ. Thôi vậy em cũng chia buồn với gia đình mình. Dạ, rồi. Dạ. Lạy Phật từ bi con đã quay về. Tâm con chí thành hương hoa khấn nguyện, nguyện cùng mười phương tam thế nhân gian bình an, trầm hương tỏa khắp mười phương, ngàn tiếng kinh huy diệu âm vang trời đêm, thân con dũng nghiệp sân si quá nặng, bề trầm luân u tối, con quay về đây đài sen bừng nở muôn hương, lìa bên mê con về, con xin quay về.